chào mọi người. Mọi người ơi, chiều nay mình đi công viên đây, mình đi công viên gần nhà. Đây, mình có đi chung với em ăn cột đây. Chiều hôm nay về trời còn sáng còn sớm, rất là đẹp. Gần nhà mình có một công viên nên là mình rủ bạn mình đi ra công viên đi chơi. Coi mọi người thả diều. Đó mọi người, ở trên kia. Đây là công viên mọi người đang thả diều nè. Mình sẽ có em chồng cho mọi người coi. Đó trên kia là cái cầu. Đây, mình sẽ ngồi ở đây. Đây mọi người, diều kìa. Ít giờ này còn sớm quá nên còn ít người thả diều lắm mọi người ơi. Mát quá, nhưng mà ra đây ngồi mát lâu rồi mình chưa có được đi ra bên ngoài. Tại vì bữa giờ dịch, mùa dịch á, nó mọi người cảnh báo không đến chỗ đông á. Nhưng mà hôm nay thì mình quyết định ra bên ngoài đây. Nhưng mà ở ngoài công viên này nè mọi người, nó rộng lắm, ít người lắm. Mọi người thấy không? Ô, chú diều lên kìa. Thường thường là tháng giêng á, là năm nào cũng vậy là người ta thả diều. Nên hôm nay mình quyết định đi ra đây để mà quay lại một buổi chiều ở công viên. Trên kia là cầu á mọi người. Đó, đấy là cầu Gành Tra nha mọi người. Đường, dạ nếu mà qua bên cầu bên kia là nó sẽ là ở Củ Chi. Còn mình đang ở cầu bên đây là Hóc Môn, giáp ranh với quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa con diều kìa. Con diều màu đẹp ghê á. Nói diều này mới nhớ nha mọi người. Ngày xưa ở dưới quê hồi nhỏ á, trời ơi, mình bao giờ mình chơi diều mình không có được mua, không có mua mọi người. Mình toàn là ở quê mà cây tre mình tự làm tre, và mình lấy ba lấy cái miếng nhựa mình lót, mình làm con diều bay. Ô, diều kia bay cao, chiều mát quá. Bắt đầu người đó, người ta để con diều đuôi dài ghê không. Con diều đuôi dài ghê. Con diều, con cá mập kìa, lên. Ai cái con này sắp lên nè. Con siêu nhân. Giờ này mặt trời vẫn còn sáng. Từ từ sẽ đông người. Ngu quá vậy. Con măng cụt nhà mình nè mọi người. Lâu lâu được ra đường mà toàn là ăn cạp cái gì đâu không à. Chạy đi. Ngu quá. Cái con diều đó đuôi dài nhất á. Thấy diều à, nhớ lại tuổi thơ. Tuổi thơ của mình là một thời thả diều quằn quại lắm á. Nhưng mà diều tự làm thôi. Bay cao lắm á, ngày xưa mình làm thả diều bay cao hơn cái này nữa. Mà diều của mình không có đuôi luôn á. Hồi xưa ở quê có nguyên nhóm ở xóm á. Trời ơi, nó vui quá. Ủa, siêu nhân này chưa lên hả? Mới thấy lên rồi mà. Bị rớt rồi hả? Xuống là bị đánh á. Ra đường cho quen, ở trong nhà riết. Công viên là nó dài qua tuốt bên kia luôn. Mình chỉ ngồi ở phía góc cuối này thôi, dưới chân cầu. Còn bên kia là người ta buôn bán đồ nhậu buổi tối rất là vui. Ôi, bữa nay chiều ở đây gió mát ghê ta. Nói tiếng diều chứ toàn cá mập không à. Hôm nay ít đó ha, chứ hay còn sớm. Chứ thường thường mình ấy năm trước mình đi là người đi ngang đây là mình chưa bao giờ mua diều thả đây, nhưng mình đi coi không mọi người. Đông lắm, nay ít nè. Nay ít, chắc là mình đi sớm quá. Với lại cuối tuần người ta mới xả đông. Ôi ôi, trẻ em cả ngồi đây. Vui mà, mát. Nhóc kìa. Đang có gió nè, thả lên liền gì. Ôi, con cá mập kia bay xa ghê á. Cái dây của cái diều đó đó, cát xước vô tay mình rất là nóng tay, mình sợ lắm, đứt ghét ghê lắm. Ôi, đang có gió nè. Diều và diều mà toàn siêu nhân không à. Diều màu mè đâu rồi. Diều màu mè đâu rồi.
Đây, phía sau đây mọi người. Ôi, dạy dịu đâu vậy? Cổ nó dướng cổ quá, chết mẹ. Chết rồi, nó dướng cổ chết rồi. Sợ lắm. Nó bị dướng rồi, thả nhiều quá. Trời ơi, chết rồi, siêu nhân dính lên cây rồi mọi người ơi. Siêu nhân dính lên cây rồi. Siêu nhân đã đậu lên cây đây mọi người. Còn cái con diều đó nó rớt đâu mà anh đến đi lấy vậy? Hả? Rớt cậu đó, cậu nè, phải vậy hả? Còn mấy cục đang làm gì đó, ngửi ngửi gì đó, trời đất ơi. Ôi coi cái dây nó thẳng lên đất. Vui à, càng ngày càng đông này. Đi đi, ủa? Càng ngày, không có liếm. Im hả? Im hả? Sao mà? Ở con diều, diều kia dính lên cây kìa. Cá mập không à? Liếm nữa. Ê! Đi chơi, dắt nó đi coi. Đi. Đi. Đâu rồi? Nó lì lắm. Đâu rồi, cái dây đâu rồi, đi chơi. Ấy da, đi. Đi. Đây, nó không có đi đâu, nó không có quen dắt, nó cười, nó lì lắm. Đấy con. Thấy chưa, nó không có đi, chỗ lạ cơ. Bữa, chỗ lạ nên nó không có đi. Sao mờ dữ vậy? Bây giờ đi về thôi, đây là công viên gần nhà mình đây mọi người ơi. Bây giờ mình đi về nhà nấu cơm ăn thôi. Đó, người ta bán trà sữa ở đây mọi người. Cái gì cũng có, chỉ có không có tiền mua. Công viên to lắm á. Cây lá rồi xanh sạch. Đây. Từ công viên này về nhà mình 5 phút. Nhưng mà thỉnh thoảng mình mới đi mọi người. Ở ngoài đây người ta bán nhiều nè. Ôi có nhiều con gấu thấy không? Cái gấu nhỏ nó bự đây, bữa chiều rồi mọi người đi làm về. Đây là con đường. Còn đây là bé mang cục đang được đứng trên tay, bánh tráng trộn rồi. Nói chung ở trên xóm nhà mình ăn đầy đủ. Bán cái té đó. Đây là cái bảng mà